Tao đến đây để nhắc mày. Lão Đông biết thằng Chí về rồi nên đang lùng sục để trả thù đấy. Nhưng muốn đảm bảo an toàn cho gia đình vợ con mày thì bảo nó trốn cho thật kỹ vào. Mày đừng nghĩ mày nói với cái lời đấy thì tao tin mày là người tốt đâu. Chuyện của anh em tao tự lo. Mà lần sau ấy, mày cũng không cần phải đến đây nói mấy cái lời khét lẹt lẹt dọa dẫm mày đâu. Tao không sợ đâu, tao quen rồi. Tao chỉ nhắc mày thế thôi. Mày cũng đừng to mồm quá. Bây giờ là lúc mày tỉnh táo lại đi. Là nên bảo vệ gia đình mày hay là anh trai mày. Biết thằng anh mày đụng đến ai rồi thì cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Làm nào bây giờ anh? Nhà có trẻ con, còn công việc làm ăn nữa. Sao lại cứ quýt làm cam chịu như này? Để anh tính đã. Còn tính cái gì nữa? Anh làm sao thế? Rõ ràng là nó không tìm bác Chí, nó đến tìm vợ chồng mình. Thì có quá là nó lấy vợ chồng mình ra để uy hiếp bác Chí. Anh gọi cho bác Chí đi. Bác Chí bây giờ mà biết việc này là to chuyện đấy. Anh đừng có mà ôm dâm dạm bụng. Anh em này anh em, việc của ai người phải tự lo chứ. Em nói thế mà nghe được à? Thế phải nói như thế nào? Bây giờ bác Chí bác một thân một mình, bác có vấn đề gì bác còn cao chạy xa bay được. Anh còn đèo bỏng cả vợ con anh đấy. Bây giờ anh không nghĩ cho em, anh phải nghĩ cho con chứ. Thôi nói bé thôi, bao nhiêu khách khứa ở đây. Anh muốn làm thế nào thì làm. Đừng có bắt vợ con anh phải hy sinh cho anh trai của anh nữa. Tại sao ngày xưa cái việc bác Chí làm, bây giờ lại bắt gia đình phải gánh thay? Em không chấp nhận được. Cô có chuyện gì? Bác xem đi ạ. Chúng nó giải đầy ở quán em. Nó còn treo cả mấy con gà chết ở cửa quán. Máu bắn tung tóe. Sợ lắm ạ. Em nói thế này, bác đừng giận em. Nhưng mà thật lòng, mấy ngày hôm nay nhà em đúng kiểu bị khủng bố tinh thần kinh khủng ấy. Có người theo dõi cả hai mẹ con em. Bây giờ nó tìm đến cả quán thế này thì bác bảo em sống thế nào được ạ? Anh xin lỗi cô, là do anh. Giờ cô cứ về đi, yên tâm không sao cả đâu, anh giải quyết. Còn việc này nữa, anh Tuệ nhà em anh ấy giấu bác. Nhưng mà em nghĩ cần phải nói để bác biết. Bác còn tìm hướng giải quyết. Chứ cứ để như thế thì ảnh hưởng đến cả người nhà mình. Cô nói đi. Chuyện của 10 năm về trước, lúc bác đập đá vào đầu ông Đông, anh Tuệ nói với bác là ông ấy chỉ bị ngất nhẹ thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Không phải đâu bác ạ. Ông bị hôn mê mất mấy tháng rồi, bị liệt nửa người từ đó cho đến tận bây giờ. Nhưng mà đúng như thế thì 10 năm qua các em yên ổn làm sao được? Thì cũng lúc này lúc kia ạ. Vì em nghĩ là mẹ sống với ông ấy nên ông ấy không động gì đến nhà em cả. Nhưng mà bác để ý, từ lúc bác về mọi chuyện khác hẳn. Bây giờ như này nhá, cô đừng có nói với cả thằng Tuệ là cô sang đây cô nói chuyện với anh nhá. Còn về thì cũng đừng có va chạm hay là động chạm gì đến cả cái bọn kia. Đấy, để anh giải quyết. Cô hiểu chưa? Anh không muốn các em dây dưa gì đến cái việc của anh cả. Em không muốn va chạm cãi vã gì đâu. Đây là em bị bắt.
Thằng Giang kia! Đừng lại! Thằng con hoang! Mày bảo ai con hoang? Con ơi! Mày đã! Cút ngay! Cút! Mày vẫn không tìm được và lôi cổ thằng Chí về đây à? Nếu không làm được, để tao bảo thằng Khải. Bố cứ yên tâm, kiểu gì con chả lôi được cổ nó về đây cho bố. Dạo này đối đáp gọn nha. Thằng Khải dạy mày hả? Ừ, thằng đấy tuổi gì dạy con. Người duy nhất có thể dạy được con là bố yêu của con. Cũng khéo nịnh đấy. Đừng làm bố thất vọng. Vâng ạ. Sao nước lâu quá nhở? Đây, mang vào đây. Mà anh ơi, sao ngay từ đầu anh không nói với Lao Đông là thằng Chí nó về rồi để bây giờ đỡ ở loang ngoang không? Tao còn phải xem nó có tiền không đã. Tao không tin là nó bị mất cái ba lô tiền. Anh bây giờ anh không cần phải nghi ngờ nữa. Em khẳng định với anh luôn là nó không có tiền. Chả thằng nào có tiền mà phải ngủ bờ ngủ bụi như thế cả. Em hỏi thật nhá. Ngoài tiền ra thì anh với thằng Chí còn cái khúc mắc gì nữa? Thế mày nghĩ là còn gì? Thì cũng phải thâm thù đại hận gì thì anh mới phải bày cách cho người nghĩ kế răng bẫy nó như thế chứ. Cái công đau đầu nghĩ công như thế để làm cái gì? Mày có biết là bị thằng cùng hội đâm sau lưng nó đau thế nào không? Đến khi nào cái chân què của tao nó lành lại thì tao mới quên được. Nhắn với nó, một là đến gặp tao, hai là tao đến tận nhà nó ngồi chờ. Từ giờ cho đến lúc nó đến gặp tao ấy, tao cũng sẽ cho quân đến đây để ngồi chờ cùng. Chờ bao lâu tao cũng chờ được. Hiểu chưa? Vợ chồng tôi chả liên quan gì tới bác Chí cả. Cậu muốn gặp bác ấy thì đi tìm bác ấy mà nói chuyện. Cậu đừng có dại chúng tôi. Chúng tôi kiện đến cùng đấy. Nhắn với nó thế. Như nào? Mày không khác gì ông già mày nhỉ? Chỉ bắt nạt đàn bà con gái là giỏi. Đến đây làm loạn không biết nhục à? Thích ấy, mà gọi đông đông vào. Bác ơi. Chứ còn cái loại đầu đất như mày ấy, không giải quyết được vấn đề gì đâu.